Hello, chào các bạn. Hôm nay mình mới mua cho ông cậu mình cái camera. Nào, các bạn cùng xem mình gắn camera cho vui chơi nha. Khui cái camera này nè. Hai camera, hai cái chân, hai cục nguồn. Trong đây có tặng thẻ nhớ nè các bạn ơi, có tặng thẻ nhớ luôn nha. Đây có tặng thẻ nhớ luôn nha. Trong đây có cuốn sách hướng dẫn sử dụng và đây là cái camera. Đây cái camera này các bạn, nhiều UC nha, bốn led hồng ngoại luôn, hấp dẫn ha các bạn. Trời, con nước uống luôn, tại quá. Mời các bạn uống cà phê nha. Rồi đây là bộ nguồn, để mình tháo bộ nguồn ra cho các bạn xem nha. Đây bộ nguồn này các bạn, nguồn này 12V 2A nha các bạn, sản phẩm này là của mạc đề in China luôn rồi nha. Cái hộp rất đẹp, nói chung là sản phẩm này mình mua trên Lazada đó, tương đối đồ tương đối ngon luôn. Có nút đậy lại luôn, kỹ quá. Đây là cổng lan. Camera là dùng wifi. Bây giờ mình gắn cái chân nữa vào. Các bạn
Alo. Tình hình bị gì nữa? Em là số, em số của anh em không lưu, kiểu này chết rồi. Rồi. Hai con ốc này mình gắn nó vô ở đây nha các bạn. Cái máy này nó có lo ngoài đây nè các bạn. Có lo để đàm thoại. Rồi, cái này là mình phải gắn thẻ nhớ rồi. Như thẻ nhớ nằm trong đây, mình bây giờ mình phải tháo cái này ra. Tháo nó ra mình coi coi thẻ nhớ nó nằm trong không. Quên đem con ốc nhỏ, cực kích nhỏ. Đúng rồi. Mình tháo cái này ra mình cho các bạn xem. Đây hơi bị tối. Ở trong đây có cái khe cắm thẻ nhớ với cái nút reset ở trong đây nè các bạn. Ở đây hơi bị tối quá, mình không giới thiệu cho các bạn xem không được. Đây. Trong ở ngay đầu đây nè, nó có cái khe để cắm thẻ nhớ nha các bạn. Khe cắm thẻ nhớ với cái nút reset nè. Thật ra mình cũng không chuyên về gắn camera, mình lâu lâu mình chỉ đại khái mình gắn camera ở nhà mình, nhưng mà ở đây ông cậu của mình ổng giờ mình mua về mình lắp cho ổng. Rồi mình ghi lại cái quá trình mình lắp cho các bạn xem thôi, chứ thật ra mình cũng không thường xuyên. Nhưng mà nói chung là mình cũng lắp cũng hơi nhiều, nhưng mà nhiều cái model nó khác nhau, có cái thì không có gỡ ra, có cái phải gỡ ra. Nhưng mà cái này mình phải gỡ cái bụng nó ra mình mới gắn cái thẻ nhớ vô trong này ha các bạn. Rồi camera này tương đối là hồng ngoại nó to lắm, nhưng mà để mình gắn vô rồi xem thử cái hình ảnh như thế nào ha. Rồi mình lấy cái thẻ mình gắn vô đây. Cái thẻ này người ta tặng cho mình, mình mua người ta có tặng cho mình cái thẻ. Bây giờ mình tháo cái thẻ này ra ha. Mình lấy cái kéo mình cắt ra. Ô, ông cậu mình về rồi. Hello. Chào ông cậu. Lấy cái kéo cắt ra ha. Sao có dây điện gì không? Có chứ cậu, cậu phải có dây điện mới làm được chứ. Mấy cái, mấy sợ. Nhưng mà bây giờ trước mắt cậu phải coi nó nằm ở khu vực nào. Đây nè, cái trụ đó đó. Rồi điện ra đường nào vậy đó. Điện cậu coi. Đó luôn à. Ôi giời ơi, mình không biết mình tháo này. Đây, cái thẻ đây. Người ta tặng cho một cái thẻ với lại một cái đầu độc thẻ ha. Là cái cục, người ta gọi là cái adapter hiệu Sadet luôn ha. Bây giờ mình lấy cái thẻ mình ghim vô. Được không? Dạ điện miễn chất lượng là được rồi. Không điện có cậu có cái chui để cắm vô á, ổ cái á,
như như giờ mình hai cái camera mình gắn một chỗ. Ừ. Thì mình làm một cái ổ cắm có hai cái ghim vô á. Mua cái ổ cắm. À, mua ổ cắm. Ừ mà hay sớm. Cậu đi cố đi. Thì tao giờ chạy mua cái ổ cắm. Dạ, ổ cắm với cái chỗ điện mình móc vô á. Tại chỗ đó luôn. Mình nối trực tiếp vô luôn. Ừ, nó đó luôn, điện rồi. Của tao đó luôn. Rồi rồi. Rồi tao chạy xuống bà mặt tao mua. Không ấy, cậu mua điện cho nó ngon ngon đi. Hả? Điện cho ngon ngon, điện này chất lượng không? Chứ không chất lượng mày. Tại điện này ấm rà mà cậu mua điện KDV mà điện tép loại 32 được à. Điện này dở lắm. Ha. Rồi rồi rồi. Rồi mua đi. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục lại, mình gắn cái thẻ nhớ vô nha ha. Thẻ nhớ dĩ nhiên là nó có chiều ha. Nhét vô mà nó không có gài trong trọng là nó không đúng chiều á. Mình ập cái chiều nó vào. Đó, mình nhấn vô mà mạnh vô nó mắc kẹt trong là đúng á. Các bạn gắn thẻ nhớ như mình nghĩ là nó rất là đơn giản. Cái mạch in này nè, thì ở đây là cái mạch in nó linh kiện nó nằm trên, thì cái mặt trên á là cái mặt chữ, còn mặt dưới á là cái những cái vạch mình thấy nè ha, thì mình sẽ ụp xuống. Đó, mình ụp xuống theo cái chiều này, giống mình ụp theo chiều đúng như cái chiều mạch in nè các bạn. Là đúng nó nè, để vô nè, mình nhấn vô là mắc kẹt đâu. Rồi vậy là ok rồi. Rồi bây giờ thì mình chỉ còn tiến hành cài cái phần mềm UC vào. Rồi mình nhập mật khẩu vô là mình sử dụng cái camera này ha. Camera này nó sử dụng phần mềm UC nha các bạn. Rồi, mình để đây đi. Để nếu mà trường hợp mình cài không được thì mình phải cái ở đây nó có cái nút reset nên mình nhấn cái nút này. Rồi, ông cậu đi rồi. Điện thoại đâu mà cài phần mềm. Rồi tí xíu rồi ông về mình cài mới được. Đây các bạn, trên cái điện thoại này mình chết rồi cậu ơi, mật khẩu cậu. Đâu vuốt lên quốc này mấy cái đó. Mấy. Quốc đại đó chú ba. Rồi. Cái điện thoại mình vô CH Play nha nha các bạn. Mình vô cái phần mềm UC nè ha. Đó, mình bấm cài đặt. Mình sử dụng camera UC mà. Đây. Camera UC. Thì mình phải cài cái phần mềm UC. Vậy thôi. Đây. Chờ cho nó cài đặt nha. Điện thoại nè bạn. Tắt màn hình quá cậu ơi. Có 10 giây à. 10 giây. Rồi mình bấm mở. Rồi mình bấm chữ truy nào. Rồi nó hỏi mình cho phép truy cập vị trí của thiết bị này, cho phép UC ghi âm, cho phép luôn, cho phép UC truy cập ảnh phương tiện tiệp trên thiết bị của bạn, bấm cho phép. Nói chung là các bạn cứ cho phép hết thì lúc đó UC nó mới hoạt động. Đấy, lúc này bây giờ mình mới đăng nhập mật khẩu hoặc là tài khoản rồi ha. Bắt đầu mình không biết á, thì mình dọn vào đăng ký. Nếu mà mình biết rồi á, mình có sử dụng rồi thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản này vô. Còn mình không biết á, thì mình chọn vô cái mục đăng ký ha các bạn. Đăng ký thì mình chọn Việt Nam, số điện thoại. Vấn đề này các bạn sẽ tự làm dễ lắm. Nhưng mà mình đây cái điện thoại của ông cậu mình cho nên mình không thể chia sẻ, tại vì mình làm trực tiếp cho ông cậu mình ha. Các bạn thông cảm nha. Rồi. Rồi bây giờ
mình cài đặt nó thành công rồi ha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình kết nối vô cái máy ha, mình cắm điện nè, cắm bộ nguồn. Đây là bộ nguồn đó, mình kết nối vô bộ nguồn ha, cộng cộng này dây lan này mình bỏ. Cái nút này là cái nút reset nè, mà bây giờ mình ở đây nó có nút này, nút này là nhấn nút reset thay vì thế vô trong cái hộp này ha. Mà bây giờ mình cắm đi, mình để đây mình cắm điện. Cắm vô ổ điện, mình khi mình cắm điện cho mình thấy cái đèn nó vừa nhán lên cái ha. Rồi bắt đầu mình chờ ha. Dặn con ốc này lại. Bị rớt hai cái này rồi. Cái ron nó mình quên gắn vô rồi. Quên cái ron các bạn. Nãy mình tháo ra mình quên để rớt cái ron bên ngoài. Dặn cái ròn nó vô ha. Đó. Nhét vô đặng cho nước nó không vào nha các bạn. Dặn cho kính để nước vào. Chuẩn bị thiết bị, vui lòng nói thiết bị với nguồn điện chuyển sang chế độ chờ kết nối, phát ra tiếng đu đưa. Bắt đầu mình mới gỡ cái nút này ra. Ở đây nút có reset, mình bấm nút reset đi. Khôi phục thành công. Đó. Đó. Rồi mình đập mật khẩu wifi, thiết lập wifi, nhập mật keo không, nhập mật khẩu wifi. Cậu wifi nhà mình lấy gì vậy? Từ trăm tới cỡ gì một sáu năm bốn ba hai một, nhập mật khẩu wifi vô nha các bạn. Rồi bắt đầu mình kết nối wifi, rồi mình bấm chữ tiếp tục. Dùng chế độ chia sẻ mạng cài đặt wifi. Đó. Mình đang chờ kết nối. Đó, mình đang kết nối đó nha các bạn. Các bạn chờ nó lót nha. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Sử dụng tiếng Việt rất là dễ nha các bạn. Đã tải lên. Nha các bạn. Hãy đặt tên cho thiết bị. Cái này là mình để hành lang đi ha. Để chữ hành lang đi. Kết nối. Rồi. Kiểm tra thiết bị của tôi. Rồi. Cái này, cái camera này thì thật ra là nó đâu có quay đâu, cho nên đâu cần phải kéo lên kéo xuống. Đây, các bạn nhìn thấy cái tay của mình không? Đây. Mình
quay ra góc ngoài, đỏ rõ lắm ha các bạn, rất là ok. Rồi thế là mình đã kết nối thành công cái thiết bị điện thoại với camera Yuxi nhà các bạn. Đây mình quay cái góc bên ngoài cho các bạn xem, đây rất là rộng, ok ha. Rồi coi như mình đã kết nối thành công một cái camera rồi ha. Đây mình quay ngang cho các bạn xem nè, rất là ok. Để mình để xuống này. Hình nét ghê luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ok. Tuyệt vời luôn. Ồ, quay cái sào đồ mới ghê chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp trên đường. Đây thực ra là camera này không phải là gắn ở nhà mà mình là lắp ở đường. Rồi mời các bạn tiếp tục xem mình làm nha các bạn. Rồi đưa cái này đây, đây tiếp tục. Ok. Lùm bó hết. Cái đó đúng rồi, cậu bung đại nè, bung nè. Đó. Mình rớt cái thẻ nhớ ra ngoài rồi. Cái này cái gì? Cái đó là cái ổ ghi cái ổ mà adapter mình chuyển đổi nó thôi. Adapter là electron. Adapter chứ không phải electron. Có một cái electron ngoài chịu không nổi. Cái này là mình tháo cái ổ bụng nó ra. Đây là cái thứ hai. Tháo ổ bụng nó ra. Rồi, lấy cái thẻ nhớ vô. Hãy nhớ đây nè, cái hộp adapter đó đâu có gì đâu xài. Adapter đó chỉ là đổi vô máy tính này kia rồi thôi. Ai biết. Đây có thể nhớ. Cắm cái thẻ nhớ vô cái ổ bụng. Rồi. Chị nhiệm vụ là cắm vô xong rồi đậy nắp lại. Cái này dùng nữa, muốn coi đưa thẻ nhớ vô đây, đưa vô cái ấy phải không? Dạ. Yeah. Hiểu, hiểu. Cậu sao hiểu rồi. Rồi. Bỏ vô đây đi. Đây. Cắm vô. Rồi lấy cái cục adapter. Cục nguồn đâu? Đây, cục nguồn. Đây cục nguồn các bạn ơi, lấy cái cục nguồn này ha. Tháo về ra. Rồi cái nào không ấy thì cậu cứ dẹp con con cho nó gọn bớt chiến trường. Rồi còn về adapter ở đây nó có một cái cộng cái lỗ nguồn này, cắm vô cái lỗ này các bạn ơi. Rồi cái này cắm vô ổ điện, cắm vô ổ điện là các bạn vừa thấy cắm vô là đèn led nó chớp lên một cái. Rồi bắt đầu mình dùng cái điện thoại mình kết nối nó nha, quá lùm xùm rồi. Nó kêu tạt tạt rồi đó. Dùng chế độ chia sẻ mạng cài đặt wifi. Đó. Nói luôn. Đang chờ kết nối. Mấy chân này mình không có xài phải bỏ vô đây phải không? Dạ, mấy chân nó không xài bỏ đó, còn mấy con ốc này để cho con. Nghe hồi con còn sử dụng. Rồi bắt đầu mình chuyển qua phần mềm UC nha các bạn. Mình kết nối cái máy thứ hai. Đục cái máy này vô đây. Chút xíu đi bạn ơi, bạn kêu âm sùm bạn ơi, cái máy của cậu quá trời nhiều. Bỏ UC đi. Gì nó tái gì tùm lum hết trơn rồi trời. Cái phần này phần gì mà nó nổi lên tùm lum anh Tân biết mày, mày cái điện thoại ý cái thằng khứa này lùi lại xong xuôi. Ghét quảng cáo nè,
ngừng xem quảng cáo này đi, bấm vô phần mềm UC thiết bị của tôi là thêm thiết bị mới nha các bạn. Ở đây mình bắt đầu gắn thêm một cái nữa là mình bấm vô thiết bị mới rồi kết nối nhanh, nghe thấy tiếng đu đu ha. Mình để cho nó gần đây đi. Rồi mật khẩu ha, xong rồi bắt đầu mình có mật khẩu rồi mình tiếp tục chữ xong mình bấm tiếp tục ha. Nó có cái ID của cái máy này mình bấm next luôn. Mang lỗi, sửa lỗi. Ô, đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Rồi nó đang kết nối á. Chờ đợi, lặng mày không chờ đợi mình quất liền. Hay quá. Đây con bấm hơi nhanh. Thiết bị đã tải lên. Đó. Hồi nãy là mình kết nối cái thứ nhất, bây giờ mình tiếp tục kết nối cái thứ hai đấy các bạn. Rồi cái này hồi nãy đặt tên cho nó phòng khách, bây giờ mình đặt, ý là mình đặt cho nó vỉa hè hay gì đó mình hồi nãy để hành lang, bây giờ phòng khách đi. Ôi bày không phải phòng khách đi. Rồi xác nhận thiết bị, kiểm tra thiết bị. Đó, rồi cái camera này vô rồi đó các bạn. Đây. Này truyền hơi chậm ha. Đường truyền nó hơi chậm à. Nhưng mà để tí xíu coi hình ảnh như thế nào tại vì mình mới mà. Đó. Đây, camera này nhìn với camera kia coi. Thời gian thực của nó hơi chậm, chắc có lẽ mình chưa cài đặt thời gian hay gì đấy. Chứ hình cái này cũng nét lắm á. Rồi, nó ổn định rồi đó. Rồi, bây giờ mình lùi lại. Mình bấm nó lùi lại. Rồi, tiếp tục mình hồi nãy là trên một cái camera, dưới này một cái camera ha. Mình quay vào cái phần cài đặt các bạn. Mình vô phần cài đặt thì ở đây nó có cài đặt thời gian, mình sẽ chọn múi giờ. Đúng rồi, thấy chưa, nó trễ khúc à. Bây giờ mình phải chọn cái múi giờ, nó ở Việt Nam thì mình chọn múi giờ là 7 cộng nha các bạn, 7 cộng đó, 16 giờ 25 đúng cái giờ Việt Nam mình rồi á. Rồi bắt đầu mình thoát ra, mình vô cái thiết lập ghi hình. Thường là mình sẽ chọn cái thiết lập ghi hình bằng tay nha các bạn. Đó, thiết lập ghi hình bằng tay. Ủa, cái này mình cái trên là cái phòng, cái trên là cái hành lang, dưới này cái phòng khách. Để mình kiểm tra lại cái phần cài đặt, phần cài đặt của cái mới vô. Mình coi lại là thời gian, thiết lập thời gian. Đúng rồi, mình lùi lại là thiết lập ghi hình. Đó, mình chọn là ghi hình bằng tay ha, bật lên rồi. Nãy giờ nó có ghi mình trước mắt là mình phải định dạng thẻ nhớ lại ha các bạn. Đang quay video không thể định dạng thẻ nhớ hả? Hay quá. Rồi, cũng được nữa. Rồi, vậy ok, như vậy là nó đang chạy. Rồi bây giờ mình quay lại cái thiết bị hồi sớm mà mình đã cài rồi ha. Mình thử coi nó có ghi hình không. Đây. Cái thời gian hồi nãy nó không đủ cái thời gian để mình phần mình, cái phần là phần nội dung tự quay, còn phần đám mây thì mình không sử dụng đám mây được, mình phải chọn cái phần nội dung tự quay. Nhưng mà cái thời lượng của mình nó chưa đủ thời gian cho nên nó không có cái phần phát lại nha các bạn. Chừng nào nó có đủ thời gian thì nó sẽ phát lại khúc này nè. Đó. Để mình vô cái phần cài đặt coi. Mình xem cái dung lượng của nó được bao nhiêu là mình sẽ biết.
thiết lập ghi hình. Đây là 7 856 đúng rồi, cái mê của nó trễ như vậy, nó bị giảm lung lượng của nó giảm lại là chứng tỏ nó đã ghi, nhưng mà nó chưa tới thời gian của mình. Thường thường cái quy định của nó là sẽ nửa tiếng một đoạn video, cho nên nãy giờ mình chưa đủ nửa tiếng cho nên chưa có thể là có cái hình để xem lại. Rồi mình tiến hành lắp đặt vô cột. Đó. Trong quá trình mình chế vô nó đậu lên hai con mắt nó đậu lên hai bên vậy đó. Ông giỡn nha. Hai con chim cần cần. Rồi mình đem ra ngoài kia mình gắn lên. Hai con chim cần cần. Đứng thôi chứ chồng nè. Không. Rồi. Đâu. Không. 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 Không
Hợp lý quốc ly nha. Ở đây còn cái camera của con đang gắn con làm nha. Có đọt dừa. Ai còn kém nào? Hả? Bị không có con ốc. Ở dưới. Mày bỏ cái nữa tao tao cột cho. Hãy subscribe.
mình chặt hết tàu dừa chỗ đó thôi. Để trước mình vác ghế mình chặt thôi. Có người ta chiều nay ăn cá thiên nhiên ha. Giờ lại mất điện thoại hả? Hỏi ai ở dưới này? Tha camera giờ đâu có quay được. Yếu lắm hả? Cái mũ, cái mũ nào bả lấy con cây. Có không hả? Mày có cây mũ nào không?
bơ lớn. Thôi đây chai làm thủy tao có mày, đợi đây. Nguyên cái đó hỏi đâu gì nữa. Chở là quan ơi. Dạ. Đây là nó chôn cái này là. Cái chai nó nhỏ quá cậu. Không không. Chai một lít mà. Nhưng mà nó đâu có. Sao nó vô được cái gì? Cái đây là mày quay cái đít này lại. Rồi mày thọt vô trong cái lỗ đó. Ờ. Ừ. Giờ nè. Ủa quay mấy mắc gà đâu nữa anh nha. Vừa định không có tao. Không có bị nó không biết lỗ nào nó khoan. Sao lấy gì khoan? Nó thẳng như khoan cây à. Đáng mình không biết đâu cái lỗ nào. Chỉnh cái đằng này hơi xa xa chút được không? Cái đằng này nè, nó tới đâu? Cái đằng này nó dày còn đầu gì nó sai với nó xa. Để nó hết đường rồi còn đầu gì nữa. Ừ. Ai biết. Cái đằng này cái máy này hơi nhích vô căng tí ngoài.
cái này là hơi qua qua đây tí. Cái mé này hả? Hơi bẻ qua đây tí. Bảy bẻ. Đó. Đó. Đúng rồi. Đây sản phẩm đã hoàn thành đây quý vị. Chơi cái điện cục điện nghiêng luôn ha. Chú cao chú chạy coi vàng gì tới má. Không tới mày. Hả? Không. Đây. Mình đây kiểm tra đây. Đâu có cho nó ngoài nó cho mà mình nó ngoài. Hôm nay lên dọn dừa. Rồi, cậu mở máy, đưa cậu mở máy lên xem cái như thế nào. Đây. Đó, có chiếc xe chạy ngang đó, hợp lý không các bạn, hình rất là đẹp ha. Rồi, ok, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Mình chỉ là dân nghiệp dư. Rồi, bye bye. Có cô này đi ngang này, nó cũng là tốc độ nhanh luôn á. Rồi, hình ảnh cũng hợp lý luôn ha. Rồi, bye bye. Hẹn các bạn clip sau nha.